Cô giáo gây sốt với loạt outfit lên lớp cả tháng không chùng bộ nào. Mặc đẹp không đồng nghĩa với dạy kém. Với quy luật tự nhiên, che già mang mọc, các thầy cô giáo Gen Z đang dần bước chân vào môi trường giáo dục thay thế những thầy cô kỳ cựu. Với đặc tính năng động, sáng tạo, không ngại thể hiện bản thân, bên cạnh những cách truyền đạt kiến thức thú vị mang màu sắc trẻ trung, thì các thầy cô cũng ăn mặc chỉn chu và coi đây là cách để tạo ấn tượng với học sinh. Một trong những thầy cô như vậy phải kể đến là cô Lê Hà, sinh năm 98, ở Nghệ An. Cô từng là sinh viên khoa sư phạm ngữ văn trường Đại học Vinh. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giáo viên ngữ văn tại trường Trung học phổ thông Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Học sinh ở trường gọi cô là cô Hà Review, bởi ngoài việc lên lớp dạy học ra, thì cô còn làm review quần áo công sở trên nền tảng TikTok với hơn 30.000 lượt theo dõi. Sự vui mừng đó còn được nhân lên gấp bội khi cô Hà thấy việc mình ăn mặc đẹp khi lên lớp nhận được sự yêu mến của học trò. Học sinh rất hứng thú khi thấy cô giáo mặc đẹp mỗi ngày, hay nói cách khác là cô giáo ăn mặc chỉnh tề đứng trên bục giảng cũng phần nào tôn trọng mắt học sinh. Cô Hà tâm sự, có nhiều người bảo giáo viên gì mà không lo dạy suốt ngày trau chuốt. Mỗi khi nghe được ý kiến này nọ từ mọi người, tôi cũng không bận tâm lắm. Vì với tôi, hai vấn đề này không liên quan đến nhau. Việc ăn mặc đẹp và chỉnh tề sẽ giúp tôi tự tin hơn mỗi khi đứng trên bục giảng và đó cũng là cách tôi tự yêu bản thân. Còn việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức lại là vấn đề về chuyên môn, đó là nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành. Quá chuẩn luôn! 10 điểm không có nhưng, hết chứ chấm. Các bạn có thích thầy cô của mình chỉn chu, thời thượng và ăn mặc đẹp khi đứng lớp hay không? Chia sẻ quan điểm cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.